hai bắp rồi. Không biết đậu không, không biết, nhưng có hai bắp để chơi. Cờ đỏ chót luôn đây. Hoa đây. Đấy, một mình một Lan Sơn. Rất hay. À, các bác xem. Độc đáo. Đố bác nào có đấy. Chào các bác, cô chú, anh chị. Chào quý vị, chào mọi người. Hôm nay tôi xin phép lại quay lại những cái cây đang có ở quê nhà. Đầu tiên là cây chắc. Cây chắc nông na các bác cũng hiểu thì nó rất nhiều dòng chắc, nhưng mà nó cũng họ nhà xưa giết ấy, gỗ xưa. Và nó là dòng chắc gai, chắc dây. Chắc gai, chắc dây các bác. Thì các bác xem, nó đang ra lá non rất là đẹp. Đẹp, lá như hoa luôn. Nhưng mà cái bản thân cây chắc này cũng hoa các bác nhé. Nếu mình để cái này vươn dài là nó có hoa. Nó có hoa nhé các bác nhé. Chắc có hoa nhé. Chắc hay xưa thì đều có hoa hết. Và cái hình thái lá khá là giống nhau. Và cái chất liệu gỗ cũng thế. Đây, thì bác xem này. Bằng chứng là một cái nguyên khối, cái gốc cái cây chắc dây này thì nó bị một nửa nó bị khô rồi, còn một nửa nó gần như là lũa, một nửa nó vẫn sống ở dưới kia. Thì bác xem, nếu có theo dõi kênh thì biết cây này thì nó sẽ hợp cho các bác nào mà đam mê tượng và đục tượng. Tôi nghĩ là Đạt Ma Sư Tổ đi hành khất ở đây, cái gì đấy tôi không nôm na, tôi không hiểu cái tích chuyện cho lắm, nhưng mà đại loại ở đây là sẽ được một cái tượng rất là đẹp ở đây. Cả cái khối nó rất là đặc, từ đây trở xuống rất là đặc. Và cái hình ở đây nó kiểu như tựa lưng vào núi ấy. Và ở đây thì cái phần đầu thì rất dễ tạo tác một cái bức tượng ở đây. Thịt nó rất là dày. Đấy các bác, một nửa là tượng, một nửa là cây ấy. Cây sống luôn các bác. Và cái đặc biệt của cái dòng này cực kỳ chắc. Đấy. Để ở đây phơi nắng phơi mưa bao nhiêu cái năm tháng từ cái lúc nó lên chậu, chưa kể cả cái lúc nó ở trong rừng đó. Này, những cái thịt dày ở trong này tôi không nói nhá, nó rất là chắc rồi. Nhưng mà những cái mủn này, những cái rìa này vẫn luôn rất là đanh, bao năm tháng nó không bị bong này. Đấy. Thường là những cái rìa này sẽ mục trước đúng không các bác? Nhưng mà không, chắc vô cùng, chắc vô cùng. Cho nên người ta đục tượng nó rất là thích chắc này. Nó đanh, đanh, nắng mưa không xi nhê gì, khủng khiếp. Đấy là một cái cây mà tôi rất là cho rằng, tất nhiên nó không thể là nó không phải là một cái cây đi xuất sắc gì quá, nhưng mà cây phong thủy, và nó có một cái giá như mà thuộc về các bác nào đam mê điêu khắc ấy, thì rất là tuyệt cây này. Cái cây này tôi nghĩ nó là một cái dòng khá là phong thủy. Đấy, cậy cái miếng khô này ra mà không cậy được, đúng là chắc thật. Tôi bấm qua cái ngọn đó các bạn, chả thấy hoa là cái gì. Đang có lúc cái lá non của nó đẹp quá, lá non đẹp quá. Bao nhiêu năm tháng nó cứ đanh thép này. Này tôi cứ làm tự nhiên thế này thôi, không có cái gì cầu kỳ cả. Đấy, thì vẫn mong là gặp bác nào bác ấy điêu khắc thì có thể bác ấy gợi ý cho, hoặc là bác làm giúp cho cái một cái tượng ở đây, thì lúc ấy tôi sẽ thay chậu và làm nó long lanh lên. Đấy, còn bây giờ thì nó vẫn còn lèm nhèm lắm các bác ạ. Dòng chắc dây này đục tượng thì chắc là số 1 rồi. Đấy, bác xem mới bón cái phân gà Nhật ấy, ông anh ông cho một tải bón hôm qua, mùi cả đêm. Đâm là con chó nó mùi các bác, nó cứ đi ăn nhưng mà cứ nhặt. Đấy, nhưng mà chắc nay nó chán rồi, nó mùi các bác, đâm nó cứ nghi ngửi nó nhặt đã. Với lá non đẹp quá, lá nó nhìn như hoa các bác nhỉ. Đấy, sắt gõ vào cho nó khách quan quá nhé. Đanh vô cùng. Cái mặt trên là cái mặt ngày xưa người ta cưa khai thác này. Đấy, thì đào nguyên từ đây xuống dưới được một cái củ.
Đấy. Đây này. Đây này. Nguyên thịt này này. Xong này vẫn tươi này. Từ đây trở vào là tươi này. Đấy, từ đây trở ra là lũa. Vẫn rất khỏe. Rất khỏe. Bao năm tháng vẫn cứ thế này. Vẫn trên cái chậu này. Đấy. Còn một loạt cây này tôi bón hết. Bón. Cái ổi này chưa được bón lần nào. Trước có trồng thì trồng bằng cái phân trâu mục các bạn, nhưng mà nó không có chất nữa rồi, thì nó cũng yếu cái ổi đi. Tôi mới vã cho nửa tải cho cái cây này, riêng cây này ưu tiên nửa tải. Đấy, thoải mái mùi luôn, kiểu gì cũng tốt. Cả cỏ cả cây được ăn hết. Đây cây xanh ăn liền này cũng quá cho kín gốc luôn, vừa cho nó đẹp lá đẹp dâm, vừa cho nó bo sẹo, bo sẹo lưng. Thời tiết năm nay khắc nghiệt kinh khủng. Che các bạn không có nắng cháy thân, mùa này không che được thì chắc là cây hỏng hết các bạn. Nếu mà cây nào hở lưng dù dài đến mấy thì nó vẫn cháy như thường. Nói luôn cái vuông cứ bảo già không cháy, già cháy hết. Cây này thì rất là đẹp, rất là đẹp. Cây này là một cây đẹp. Sắp tới nó được ăn rồi nó sẽ ok đấy. Đây, cái sung thì từ vừa nãy tôi có làm cây này thì thu ngắn lại và thả nước bón phân. Giờ này hy vọng là quả sẽ to và đậu quả. Ở trước quả nhiều nhưng mà nó cứ rụng đi các bạn. Thực nó là cái dòng siêu quả từ xưa rồi. Lúc nào nó cũng có quả thôi, nhưng một quả nó chỉ bằng ngón tay nó rụng. Đấy, tiếp. Đấy. Quả cho nó ăn phân thả nước luôn. Trước đó là đã từng thả nước rồi nhưng mà cũng không có chất. Tôi đoán là nó không có chất vì quả nó mới không đậu như vậy. Đấy, bản thân là đất nó rất là bẩn. Sắp tới tôi xuống thì tôi mua một cái chậu tròn đẹp để thay cho nó và lại trộn tiếp phân ở dưới. Cứ để mặt này tưới nó cũng trôi đi, không ăn thua. Tháo ra thì bây giờ không có chậu. Nắng này chết ngay. Đấy. Mà xem nha. Cây sùng. Cây hoa mộc. Đấy, cây nhãn. Nhãn. À các bác nhìn thấy cái gì? Có một cây ngô các bác nhé. Cây ngô nhưng mà cây ngô trên chậu. Nó cũng tự mọc thôi các bác, nhưng mà đấy lại hóa hay, lại một cây bonsai hay luôn. Bonsai là gì? Bonsai là cây trên chậu, phiên âm nó nôm na dịch là như vậy, tiếng Nhật. Đấy, có hai bắp rồi, không biết đậu không biết, nhưng có hai bắp để chơi. Cờ đỏ chót luôn này, hoa đây. Đấy, một mình một lan sơn. Rất hay. À, cho bác xem, độc đáo. Đố bác nào có đấy. À, quay cho bác xem cái sau cái cây sung này. Đúng. 5 giờ chiều vẫn còn nắng kinh, nắng vỡ đầu. Đấy, cái quất này bón cho nó ít, cho nó sang năm có tiết kiệm được đồng tiền mua quất nào không. Nói vui vậy thôi các bác, chứ một năm cũng có một cái Tết thôi mà. Nếu như mà cái mình có cây đẹp thì không nói làm gì, thì chơi thì tốt tuyệt vời quá. Không có thì mua, ta mua một cây quất cây đào. Thì cũng là một không khí với ủng hộ anh em đi chợ. Rất là vui vậy. Đấy, giờ còn mỗi cái sung này là hấp dẫn, đồ mini. Đây thì cây này thì nó cỡ nó to rồi. Đấy, cái chắc này thì khá là phong thủy, độc đáo đấy. Nó không xuất sắc nhưng nó lại độc đáo. Cái hoa giấy, hoa giấy. Làm cái cây hoa giấy tím bắc. Đồ đơn thuần, đồ đơn sơ. Không có gì đặc biệt, nhưng mà cây này nó có hoa đều thì nó rất là đẹp đấy. Sơ bộ vậy thôi, còn cái cây to thì cây xanh quê mà to mà
đợt tôi hay cắt tôi bày giữa sân thì bán rồi. Bán rồi bác. Trơ trọi một vài cây này thôi. Đấy. Một vài cây thì giấm rúi đằng kia. Ổi ức tinh tinh rồi. Sắp tới hy vọng là có ăn nên làm ra hay là kiếm được cái đồng nào thì đưa về một cái lứa cây mới to to ở sân chơi cho nó đẹp. Nhưng mà càng ngày nó càng khó khăn đó. Khó khăn về kinh tế, khó khăn về mua cây. Cây thì giờ cực kỳ là đắt. Nếu như mà đẹp là cực kỳ đắt. Thậm chí không có mua. Đấy các bác, bán đi rồi là không mua lại được. Mà mua lại thì lại phải trả lại cái giá rất căng nếu như người ta đồng ý bán. Thôi, tào lao câu chuyện với các bác một chút. Bây giờ xin phép kết thúc video ở đây. Tôi ướt đẫm hết cả người rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác vượt qua mùa dịch an toàn nhé. Mình em ta lại có những ngày tháng vi vu tự do tự tại các bác ạ. Cái dịch giã này thì toàn hết. Toàn từ kinh tế cho đến sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.